chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những chuyến xe, còn đây âm thanh não nề ngày đi đêm tới trăm tiếng mơ chiều nay em ra phố về thấy đời là những đám đông người chia tay nhau cuối đường ngày đi đêm tới nghe tiếng chiều nay em ra phố về thấy đời là những quán không bàn im hơi bên ghế ngồi Xin chào các bác, ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các bác một chiếc máy DAC đến từ thương hiệu Lussmann với tên mã là DA100. Đây là một trong những cái dòng DAC mà ở cái tiệm cận giá trên dưới 10 triệu với cái chất âm tốt nhất cho các bác có thể khai thác và sử dụng đến từ thương hiệu Lussmann. Cái hệ sinh thái, những cái sản phẩm DAC của hãng thương hiệu Lussmann chữ ký này thì nó cũng không có nhiều những cái model. Gần như là tất cả những model DAC giải mã của Lussmann thì bên em đều có trải nghiệm cũng như là làm clip ở trên kênh cũng như là test và bàn giao tới tay khách hàng sử dụng. Có duy nhất một cái phiên bản mà Thanh Tâm Audio chưa có trải nghiệm, đó là phiên bản DA150. Cái phiên bản này thì nó là phiên bản nâng cấp của DA100. Tuy nhiên cái mức giá của nó so với con 100 này nó chênh lệch khá là xa. Và cái thực tế thì em nghĩ rằng cái mức giá đó, cái nhu cầu thị hiếu của Việt Nam mình thì mọi người cũng chưa phải là cái sản phẩm mà chúng ta sẽ cân nhắc mà xuống tiền để mua cái sản phẩm đó. Đa số là mọi người sẽ chơi ở DA100, 200 và 250, còn cao cấp hơn một chút thì anh em sẽ chơi con DA06. Cái phiên bản DA100 thì là một trong những cái phiên bản rất là nhỏ gọn, tuy nhiên thì nó vẫn sở hữu cái chất âm của thương hiệu Lussmann và cái chất âm cũng như linh kiện của nó thì đều là những cái hàng cao cấp từ Nhật. Nó sẽ có cái kích thước chiều rộng khoảng 12 cm, chiều sâu là khoảng 16-18 cm. Chiều cao của máy thì sẽ rơi vào khoảng 7 cm. Một trong những cái thiết kế rất là nhỏ, các bác cứ hình dung có nó như một cái viên gạch một chút, to hơn viên gạch một chút thôi. Nó nhỏ hơn cả Onkyo DAC 1000 các bác nhé. Và con này thì chắc chắn rồi, thương hiệu Lussmann này thì sẽ là made in Japan các bác nhé. Ở trên mặt trước của máy thì chúng ta sẽ có màn hình hiển thị và cái logo chữ ký cũng như thông tin của máy. Chúng ta sẽ có một cái nút núm vặn tăng giảm âm lượng ở đây thì đại diện cho cái tính năng tăng giảm âm lượng của cái tính năng tai nghe. Đây là một con giải mã chuyên nghiệp, sẽ tích hợp ba cái đường chơi, đó là USB từ máy tính này, optical từ quang học này, coaxial từ một cái đường đổ trục vào. Và nó sẽ giải mã trên ba cái ngõ vào này. Con này thì rất là đắt khách thị trường Việt Nam. Đối với Thanh Tâm bán ra thì thường là sẽ về hàng sẽ bán ngay thôi. Mức giá của máy sẽ là 11 triệu nhé. Hàng đẹp xuất sắc các bác nhé. Đây mặt trên này các bác có thể quan sát này, không có bất kỳ một xước răm gì cả các bác nhé. Bên hông nữa này. Đó, bên hông này, bên này nữa này. Các bác có thể nhìn thấy một con máy DA100 về hàng đẹp. Nó các góc cạnh của nó đều đẹp xuất sắc hết.
Ok, em mở một bài hát để cho nó phát thôi. Rồi, phía sau của máy, thì chúng ta sẽ có nguồn vào này, dây nguồn vào, công tắc bật tắt máy. Và sẽ có một cái hệ thống ao tiếng Analog, sẽ bao gồm một cặp tiếng RCA. Ở trên DA100 vì cái thiết kế nhỏ gọn cho nên nó sẽ không có cổng 3 lần các bác nhé. Cái đường vào tín hiệu của Digital In thì chúng ta sẽ có USB từ máy tính này, có Cyan là đồng trục hiện tại em đang lấy tín hiệu, và Optical, thường ở nhà các bác thì các bác sẽ hay sử dụng để lấy tín hiệu từ quang học. Và chúng ta cũng sẽ có hai cái đường in và out của đồng trục và máy tính và đường quang học. Rồi, đó là về phần thiết kế. Em đánh giá con này thì khoảng 99%, cực mới luôn, cực đẹp luôn các bác nhé. Tính năng chơi nhạc của chiếc DA100 này thì nó sẽ chơi nhạc cho các bác ở các ngõ chơi như là TV. Các bác có thể kết nối với đường vào quang học Optical để giải mã tín hiệu từ Smart TV, rất là hay các bác nhé. Cái đường thứ hai đó là các bác có thể chơi từ máy tính sang. Các bác cắm cáp máy, cái cáp USB đắp từ máy tính sang để kết nối với con DAC này. Ngõ chơi thứ ba thì hiện tại thanh tâm audio đang khai thác, đó là ngõ vào đồng trục. Hiện tại em có một con dạng đầu phát media nhạc số ấy, thì em sẽ kết nối với cái đường đồng trục đó, và tín hiệu giải mã thì đang là 16 bit các bác nhé. Còn con máy này thì sẽ giải mã lên tới 32 bit cho các bác. Yeah.
Bác nào đang dặn Thanh Tâm Audio khi mà có hàng DA100 về thì có thể liên hệ với các bác để các bác có thể tham khảo. Thì khi các bác xem được video này, các bác có thể liên hệ ngay tới đầu số hotline của Thanh Tâm nhá. Mức giá của máy là 11 triệu các bác nhá, hàng đẹp xuất sắc như mới và nguyên nguyên bản hết. Máy được bán ra với cái quà tặng sẽ là em sẽ tặng cho các bác một sợi cáp quang với độ dài 2 mét để các bác kết nối với Smart TV luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.